biên cương là phên dầu của Tổ quốc, nơi những người lính biên phòng luôn chắc tay súng bảo vệ sự vẹn toàn của chủ quyền lãnh thổ, góp phần vào tiến trình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội vùng biên ải xa xôi cách trở, đặc biệt khó khăn. Câu chuyện về người lính biên phòng là câu chuyện dung dị, mộc mạc mà thân thương về anh bộ đội mang quân hàm xanh. Coi đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc ít người là anh em ruột thịt. Chiến công của các anh ngày hôm qua trên dặm dài 55 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành là trang sử đầy tự hào. Nhiệm vụ của các anh ngày hôm nay là điểm tựa vững vàng cho thế trận biên phòng toàn dân toàn diện. Và như thế, dù là ở tuyến rừng hay tuyến biển, giữa điệp trùng rừng núi xa xanh, bên cồn cát miệt mài trải dài theo chân sóng biếc, những đồn biên phòng trên dải đất hẹp Quảng Bình như những ngôi sao xanh, đêm ngày thao thức vì sự bình yên của quê hương xứ sở. Trước khi đến đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, qua sự giới thiệu của lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, chúng tôi tìm về xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa để gặp ông Hồ Vinh, nguyên đồn trưởng những năm 1976-1979. Ông là nhân vật đầu tiên trong cuộc hành trình của chúng tôi đến với Cha Lo. Cũng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Người lái xe để chúng tôi đến với Cha Lo với Hồ Vinh là Trung úy Nguyễn Ngọc Quế, từng là chiến sĩ lái xe của đồn trước đây. Sự trùng hợp đó làm cho không khí trên xe trở nên thoải mái và gần gũi hơn. Và những câu chuyện của ông Hồ Vinh đã gợi lại cho chúng tôi về một thời kỳ gian khó nhưng đầy tự hào của lính biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Ông Hồ Vinh trước là lính trinh sát với nghiệp vụ sử dụng bản đồ xác định địa hình giỏi. Ông đã thực hiện nhiều vụ đánh bắt khỉ ở biên giới hai nước Việt Nam và Lào. Thấy ông có trình độ quân sự và năng lực chỉ huy giỏi, cấp trên giao cho ông trọng trách làm đồn trưởng. Thời kỳ đó, cơ sở vật chất còn rất nhiều khó khăn. Nhà tranh, vách nứa, sinh hoạt thiếu thốn, phải tự túc lương thực hoàn toàn. Khó khăn là vậy, gian khổ là vậy, nhưng những người lính biên phòng, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo vẫn luôn chân cứng đá mềm, vững chắc tay súng, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ đường biên cột mốc, biên giới lãnh thổ, đặc biệt là những trận đánh đuổi thổ phỉ, bắt biệt kích lúc bấy giờ. Ông Hồ Vinh năm nay đã 82 tuổi, nhưng nhìn vóc dáng, phong thái linh hoạt của ông, chúng tôi biết ông vẫn còn khỏe lắm, giọng nói vẫn rõ ràng, dứt khoát, giống như hô khẩu lệnh vậy. Ông Hồ Vinh khoe, cách đây 2 năm, ông đi theo đoàn cán bộ của tỉnh ta lên tăng dày tôn tạo mốc quốc giới ở khu vực Cha Lo. Mặc dù đường đi bộ đầy đèo dốc, đạp đá tay mèo, cực kỳ khó khăn, nhưng ông vẫn còn đủ độ dẻo dai, từng được luyện rèn thời binh nghiệp, để theo kịp bước chân của đồng đội, khiến cho mọi người trong đoàn nể phục. Mãi chuyện, xe đến ngã ba Khe Ve lúc nào không hay. Đây là điểm cắt từ đường Hồ Chí Minh lên đến cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Mốc đường bộ báo cho chúng tôi biết phải mất 38 km nữa mới đến được đích cảnh điểm. Bìa di tích lịch sử ngã ba Khe Ve cho chúng tôi những thông tin cụ thể. Đây là điểm đầu của tuyến đường ống dẫn xăng dầu, đường dây thông tin của quân đội ta trong chiến tranh kháng chiến chống Mỹ. Vì thế ngã ba Khe Ve trở thành một trong những trọng điểm đánh phá ác liệt nhất của không lực Hoa Kỳ. Nhiều người con ưu tú đất Việt đã nằm lại trên tuyến đường lịch sử này, trong đó có không ít cán bộ chiến sĩ biên phòng. Những chiến tích, những hy sinh ấy đã đi vào huyền thoại để thế hệ con cháu mãi tự hào khắc ghi
về lịch sử đầy bi tráng hoài hùng của dân tộc. Giờ đây trên con đường này, ngày ngày tấp nập những đoàn xe tải vận giao thương qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Trời bắt đầu mưa nặng hạt. Đáng lẽ vào mùa này ở đây bắt đầu chịu ảnh hưởng của thời tiết khô hành của nước bạn Lào, nhưng những cơn mưa do ảnh hưởng của đợt gió mùa cuối năm làm cho con đường trơn hơn, khó đi hơn. Chỉ khoảng gần 40 km thôi, nhưng với con đường ngoằn ngoèo, tranh vanh bên núi cao vực thẳm, bụng biển cường, thì phải sau gần một giờ đồng hồ, chúng tôi mới đến được đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Lúc này, những cảm giác mệt mỏi vừa trải qua chặng đường dài, bỗng chốc được tô tan. Trong những cái nắm tay thân tình, ấm áp, ông Hồ Vinh cũng không giấu được sự xúc động khi thấy các anh chỉ huy đồn ra đón tiếp. Đó là đồn trưởng Thượng tá Hà Ngọc Việt, chính trị viên Thượng tá Đặng Xuân Tịnh, Phó đồn trưởng quân sự Cao Xuân Phú và Thiếu tá Ngô Anh Tuấn, chính trị viên phó của đồn. Có lẽ được thông báo trước nên cuộc trò chuyện trao đổi ngắn với đề xuất của chúng tôi và ông Hồ Vinh tìm về những địa danh lịch sử của Cha Lo được chỉ huy đồn tán thành. Rời doanh trại, chúng tôi được Thượng tá Đặng Xuân Thịnh, chính trị viên, và Thiếu tá, chính trị viên phó Ngô Anh Tuấn dẫn về vị trí đồi Cha Quang ở xã Dân Hòa. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đây là một trong những tọa độ lửa trên tuyến đường 12A. Tại trong điểm này, đại đội 759 thuộc N75 thanh niên xung phong Quảng Bình đã chấp nhận gian khổ hy sinh, kiên cường bám trụ, đảm bảo thông suốt mạch máu giao thông, chi viện kịp thời cho chiến trường miền Nam. Nơi đây đã chứng kiến sự hy sinh anh dũng của thanh niên xung phong đại đội 759 và 11 chiến sĩ C2 công binh trong khi làm nhiệm vụ ngày 3 tháng 7 năm 1966. Câu chuyện bi thương khiến mỗi người trong đoàn làm phim xúc động. Đó là thời khắc đại đội thanh niên xung phong 759 phải quyết định san hố bom cho xe qua trọng điểm, khi dưới lòng đất sâu có đồng đội hy sinh vùi lấp chưa kịp đào bới kiếm tìm. Thắp nén tâm nhang, chúng tôi thấm hiểu hơn tính chất khắc nghiệt của cuộc chiến và sự hy sinh quên mình vì sự sống, những con đường vì miền Nam ruột thịt của lớp lớp thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh ở trận địa. Thượng tá Đặng Xuân Thịnh cho biết, cứ đến dịp các ngày lễ Tết, chiến sĩ bộ đội của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo đều dành một khoảng thời gian để đến thắp hương, vệ sinh quanh khu vực di tích. Đây cũng là tấm lòng tri ân của những người lính để biết ơn và nhớ về những người đồng đội, những người lính thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu cho độc lập tự do của dân tộc. Cũng trên tuyến đường 12A có một địa danh nổi tiếng gắn liền với cái tên Cha Lo là Cổng Trời. Đây là cuộc trọng điểm bị không quân Mỹ đánh phá, ngăn chặn ác liệt từ năm 1965 đến 1973. Cổng Trời, Mụ Dạ, Bãi Dinh, La Trọng là những điểm trận địa pháo phòng không nổi tiếng của tiểu đoàn Nguyễn Viết Xuân Anh Hùng và chỉ huy sở binh trạng 12. Cùng với các binh chủng khác, bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã kiên cường bám trụ trên trục đường 12A, hợp đồng tác chiến, bắn rơi máy bay F-4H của Mỹ, bảo vệ đồn, trạm, bảo vệ người, phương tiện, chi viện cho chiến trường Lào và chiến trường miền Nam. Chính tại điểm của bia di tích lịch sử anh hùng Nguyễn Viết Xuân, chúng tôi được ông Hồ Vinh
giới thiệu đây là vị trí đóng chân của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo vào thời kỳ ông đang làm đồn trưởng. Và cho đến bây giờ, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã di chuyển vị trí 6 lần để phù hợp với tình hình nhiệm vụ. Câu chuyện di chuyển vị trí của đồn được ông Hồ Phinh kể lại gắn liền với những chiến tích oai hùng của cán bộ chiến sĩ biên phòng phối hợp với đồng bào trong những trận đánh bắt các toán biệt kích xâm nhập chống phá. Chúng tôi tìm về gia đình già Hồ Căm, người dân tộc Khùa ở bản Y Len, xã Tân Hóa. Đây là người bạn già của ông Hồ Phinh, thời kỳ ông công tác ở địa bàn này. Già Hồ Căm cũng là người đã từng tham gia vào trận bắt biệt kích ở đồi Che Mát năm 1964. Mặc dù đã gần 80 tuổi, trí nhớ đã giảm đi nhiều phần, nhưng có lẽ trong ông, trận đánh ấy đã trở thành dấu ấn lớn trong cuộc đời binh nghiệp, khi ông vẫn sạch sỏi kể như ý. Nhưng mà vụ đó là một đúng 6 rưỡi là xuống bụi cho mát. Anh xuống mình nói là tôi đánh kèn bảo vệ dù xuống rồi, dưới cho mát. Tôi bảo đồng dân quân tôi là giữ. Nghe là bắt điền cho thằng ma mình được giữ đằng kia, tôi giữ đằng này. Thì là đồn xuống rồi thì tôi là linh mình là bảo anh ngoài. Là đồn bắt mình không có quyền mua, mình là họ là có nhiệm vụ họ, mình có sức, nhiệm vụ họ là tập luyện họ biết rồi, mình biết mổ dân quân, biết mổ, nhưng mà chết rồi thôi, dân quân chết đâu, chết một số mình để linh mình là không, ngay khi tôi nói nha, anh có cái sức lực mình, nghe có sức mình nằm nằm xuống, tay mình bắt, qua đồn rồi rửa. Có con chó đi làn hồ là hồ đi là hồ là chờ chết chờ chó đó chó bắt thôi họp đấy họp ở huyện đấy ông đem ra để đi được từ câu chuyện này cái tên anh hùng Hồ Phòm được nhắc đến với niềm tự hào của người Khùa nói riêng và đồng bào dân tộc Quảng Bình nói chung trong sự nghiệp biên phòng toàn dân. Nhập ngũ năm 1954 đến năm 1958, Hồ Phòm được biên chế vào lực lượng Công an Nhân dân Vũ trang, nay là Bộ đội Biên phòng, với nhiệm vụ trinh sát các cơ sở của địch trên đất bản Lào. Nhiều tháng ngày, ông phải đột nhập vào đồn của địch như làng khàng, điểm chốt La Te để nắm rõ quân số địch. Những hoạt động đó giúp lực lượng ta đánh tan đồn làng khàng và chốt La Te năm 1961, mở ra tuyến đường huyết mạch cho xe ta vận tải bộ đội, lương thực, khí tài qua nước bạn Lào. Ngoài ra, ông còn cùng đồng đội đánh tan 22 toán biệt kích và kỵ, bắt sống và gọi chiêu hàng hàng trăm tên khác, thu giữ nhiều vũ khí. Với những chiến công thầm lặng đó, năm 1970, ông được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và trở thành người Khùa đầu tiên và duy nhất cho đến nay ở huyện Minh Hóa được phong tặng danh hiệu này. Anh hùng Hồ Phòm giờ đây đã không còn, nhưng những chiến tích của người con anh hùng bản Hà Vi để lại là một minh chứng cho khối tập hợp đoàn kết gắn bó quân dân, xây dựng bản làng, bám trụ và chiến đấu chống lại mọi âm mưu phá hoại của địch và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Rời bản Y Len lúc trời đã nhá nhem, chia tay những câu chuyện của những con người chân chất của núi rừng như Hồ Căm, như gia đình anh hùng Hồ Phòm, chúng tôi mới cảm nhận được những giá trị của thế hệ người lính biên phòng đi trước và càng thấm thía hơn ý nghĩa sâu xa của công tác biên phòng toàn dân.